Wow, con rán nhiều trái tim đấy. Rán nhiều tặng mẹ. Con yêu mẹ không? Con yêu nhiều không? Con yêu bố. Yêu bố ít. Muốn nói riêng thế. Muốn nói yêu lắm nhưng mà nói với nhiều người. Bao nhiêu đúng không? Chụp cả hai gì rồi xoài? Chồng. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác. Có Sơn anh em xin muộn ngay, selfie mỗi tay. Đây là sơn đấy. Sơn hả? Đúng. Sơn nhà. Tôi ăn được sơn này. Sáng sơn này thì xoài mồm xoài thành màu trắng luôn. Cảm ơn anh. Thử thách của ngày hôm nay. Chào mừng gia đình xoài đến với thử thách tiếp theo của chương trình là thử thách vắng mẹ. Hôm nay hai bố con sẽ cùng nhau thực hiện những thử thách mà chương trình đưa ra khi không có mẹ. Còn mẹ sẽ dành thời gian này nghỉ ngơi và quay về nhà vào cuối ngày để nghe chia sẻ của hai bố con. Chúc cả gia đình sẽ có những trải nghiệm thật thú vị trong ngày hôm nay. Bình thường vắng bố nhiều rồi, hôm nay vắng mẹ mới khác chứ. Nhờ xinh nhờ. Hôm nay xoài về nhà với bố được không? Mẹ đi đâu? Mẹ sẽ đi chơi, mẹ đi gội đầu. Thế nên xoài nhà với bố nhá. Khi nào tôi làm xong nhà thì mình mua bể bơi xong rồi bơi ở dưới đấy. Hôm nay hai bố con ở nhà vui nhá. Sẽ đi chơi. Thầy mình lấy từ rất lau miệng. Lau miệng á? Ăn xong chưa mà lau miệng? Mép mép. Trời ơi, như con mèo ấy. Thế khi nào xài đói, xài muốn uống sữa, xài muốn làm gì xài đều phải nói với bố hết, ok? Được gì? Được. Bây giờ mẹ đi nhá, xài ở nhà phải gì? Ngoan. Không gì? Không. Giật. Lèo. Lèo. Không được gì nữa? Không được quấy. Không được khóc nhè nữa nhá. Ok chưa? Ok. Rồi chắc chắn. Chắc chắn à? Ok nhá, để chào mẹ. Về mẹ xem có đúng như thế không nhá. Ok, thơm mẹ nào. Những cái hôn thắm thiết này chỉ dành riêng cho mẹ Trang thôi. Mẹ hãy cứ thoải mái tận hưởng ngày hôm nay nhá. Bye bye. Ok. Thôi hãy xúc đường cho. Mình phải cẩn thận không nó đổ hết ra ngoài. Ok. Chẳng đây nhá. Đây là sẽ chị cho bố nhá. Nói cho mẹ. Thì thầy nó thấy. Thấy không? Nào. Lên đi. Lên đi. À đây rồi, đây. À. Xoay quần vào. Xoay quần. Ủa rồi. Lấy không biết quần. Đây này, con xoay đũa nhảy này. Xoay đấy, đúng rồi. Ơ. Ăn luôn á, đỡ to lên á, ăn chứ. Phải không? Sao của mẹ làm nó to mà nó tơi, mình làm nó cứ dính kiểu gì nhá, chảy nhá. Anh nhờ. Ngọt. Quấn nhanh. Nhưng mình lấy cái này cơ. Đây, con cầm này đi. Để ăn cái to đùng. Xấu nhỉ hả nhỉ? Bố ăn như thế được rồi mà. Như này á? Nhưng mà bố thấy không đẹp. Thầy thấy đẹp. Bố thích nó phải phồng như này cơ. Như mẹ làm ấy. Bố thử nhá. Ăn được chưa? Ăn thử đi. Ngon. Chậu bông ngon mà. Lần này bố sẽ làm cẩn thận hơn nhá. Con thích làm hình gì thì bố làm nào. Hình vuông. Hình vuông bố chịu. Hình tròn. Hình tròn á? Đúng. Mẹ làm về chưa? Bố không được lèo nhau nhá. Gì? Bố không được lèo nhau nhá. Ai lèo nhau? Bố không được lèo nhau nhá. Ở nhà chỉ có xoài lèo nhau thôi. Lần này phải thật đẹp nhá. Đẹp như nào? Đẹp như mẹ làm không? Hay đẹp hơn? Được, xoài được chưa? Chưa, phải to, bố thích làm to cơ. Sao to khủng bố thế nhỉ?
Trời, sắp được rồi. Con có tin bố không? Đó. Nó phải giống cái đùi gì nhỉ? Đùi gà. Đùi gà. Thế thích ăn đùi gà. Dạ, dạ. Bố đến kem từ nhà. Đi bơi. À, bây giờ con há mồm bố ném cái mây này vào. Cắn miếng to. Đấy. Tông đến một cái ta. Áo đỏ dâu trắng. Đi, mình vào bếp đi, mình dọn cái này đã. Lôi. Cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Tôi sẽ thành màu vàng rồi. Tôi cho tay vào túi. Cho tay làm gì? Cho tay làm gì? Cho tay làm gì? Giữa tay đấy. Ghê ơi là ghê. Mình đổ đây là đúng rồi nhở? Nào, sao bố cùng đổ nào? Tay bự lắm, tay phải bự. Buồn cười thế. Ê, lại nghịch. À, bơ mình phải cho vào nướng thôi. Bình, hay cắn bố. Chống viêm xoang nghẹt mùi hắt hơi, thông xoang tán nam dược bạn ơi nhớ dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ui, cẩn thận nóng, cẩn thận nóng. Để xin gọi mẹ xuống ăn bánh nhá. À không, không. Mẹ đi vắng rồi, khi nào mẹ về mẹ ăn nhá. Ok. Nhìn này, sao anh nhìn này. Nhìn nhá, nó đang lỏng trắng nhá. Nó sắp sửa thành kem đấy. Wow, cả cục kem to đùng luôn. Bây giờ con bôi vào đi. Xong rồi mình trang trí kẹo với bánh lên nhá. Bố sẽ đang vẽ sơn. Bố ơi, được chưa? Chưa, mình phải làm cho nó tất cả màu trắng hết. Từ từ nhá, bơ mình phải làm cẩn thận một chút. Mình phết đều ra. Khó phết rồi nhỉ? Ừ. Khó phết. Nhưng lần đấy nó bị chảy xuống. Không, bên trên được rồi, bơ cứ làm nhiều là nó lại hỏng. Thế này được chưa? Chúng sợ bố tội kèm đấy. Không, bố làm cho phẳng ra. Bánh mình xấu tí chắc mẹ cũng thông cảm. Mẹ có thông cảm không? Tại đây là lần đầu bố với Xoài làm mà. Đây là bánh tặng mẹ. Cho kẹo lên được chưa? Mình phải nghĩ tính trước là mình sẽ làm như nào. Kẹo lên đây này. Thế á? Ừ. Bây giờ bố tạo viền màu nâu nhá. Xoài các màu đẹp ở giữa bố màu đen ở viền nhá. Đấy, bữa con làm như này là nó đủ ra. Thế một đĩa rồi. Ôi bố, cái này để đâu? Cái này để đâu? Nhưng mà con đang cho kín hết chỗ rồi, bố đang không biết để nào nữa rồi. Để ít cái này lên cái kẹo đi. Đấy, bữa con xếp như này đi. Nó bị dài nhỉ. Bố cắt cho con xong con xếp nhá. Nó hơi dài một tí. Đây, bố cắt cho con xếp nhá. Xoài này. Tí mẹ về nhá, bố là ơ, ai làm cho mẹ đây. Xong rồi mình vé lên thế là mẹ ăn vào xong rồi cái kiệu nó ăn gà luôn. Thế làm có ngon không? Ngon. Hết một bát rồi. Bây giờ con cho kẹo này nhá. Kẹo này chua chua chua. Úi giời. Xoài bán bánh này bao tiền? 4. 4 gì? 4 triệu. Bánh này 4 triệu á? 5 triệu nữa. Anh có ai mua được bánh này không? Không. Nhưng bố xây vừa làm mà. Thì Xoài nghĩ bán được à? Đúng. Úi giời. Hoàn thành chưa? Bánh đẹp không? Để xem nào. Con ngồi đây bố thử chụp kiểu ảnh với con với cái bánh. Bố chụp Xoài nhá. Xoài cười nào. Giơ hai ngón. Cuối cùng thì bố và Xoài đã làm xong bánh. Giờ thì tranh thủ làm vài tấm với chiếc bánh xinh nào. Wow. Con dán nhiều trái tim đấy. Dán nhiều tặng mẹ. Con yêu mẹ không? Con yêu nhiều không? Con yêu bố. À. Yêu bố ít. Mình
phải làm mẹ bất ngờ nhá. Sòi bảo mẹ nhắm mắt vào, mẹ đứng ở đây nhá. Xong rồi, sòi đếm 1, 2, 3. Xong rồi mẹ mở mắt ra. Xong rồi cầm cái này, xong rồi mẹ mở mắt ra. Mẹ thấy có cái này, thế là mẹ mở ra. Wow, ai làm đây? Xong rồi, cái này nữa, cả bánh gato nữa. Xong rồi cả thiệp này nữa. Mình phải làm thật bất ngờ nhá. Nhất trí. High five đâu ấy? Lại trêu tôi. Con đứng tặng mẹ ở đây, con đứng ở đây. Chưa, mình cảm giác là bé đang không kìm được cái cảm xúc và muốn được ra tặng mẹ ngay lập tức. Chứng tỏ là tình cảm bé dành cho mẹ là rất là lớn. Mình cũng rất vui khi mà nhìn điều đấy. Giới ơi! Gì đấy? Mẹ đang về. Bố mở ra. Nhắm vẫn nhắm mắt nhá. Khi nào xoài đến 1, 2, 3 thì mẹ mới mở nhá. 1, 2, 3. Would you stay for me if I let you in? So secretly, yeah, my melody, yeah, my melody. Would you stay with me if I let you in? Bánh bố với bố với xoài làm á? Xoài với bố làm bánh á? Hay làm bánh tặng mẹ? Sao xoài lại với bố làm giỏi thế? Hôm nay xoài làm có vui không? Xong sẽ đập quả trứng xong một xoài vỡ ra, xong rồi xoài khuấy 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 xong khuấy bột á? Khuấy bột xong rồi nó bị lâu quá xoài phải dùng vòng máy. Thế là xoài cho vào máy khuấy á? Thế xoài trang trí bánh này với bố có lâu không? Có bị lâu. Ơ thế còn cái này, này là gì? Cái này là xoài chấm cây. Chấm cây à? Xoài ai dán ở xoài? Xoài dán. Ôi, xoài biết đẹp thế. Bố lại. Cảm ơn xoài. Bây giờ xoài đọc thiệp. Bây giờ xoài đọc thiệp này cho mẹ xem. Xoài viết chữ gì đây? Đây là xoài, xoài nói xoài đấy. Rồi. Xoài đây, nói. Đây là chữ gì? Bố hỏi là xoài muốn nói gì với mẹ hay xoài nói gì nhỉ? Xoài bộ là chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ sẽ đi thăm bố. Xoài viết là muốn nói nhiều lắm. Muốn nói nhiều lắm nhưng mà nói nhiều lắm. Bao nhiêu? Cảm ơn bố con xoài. Nhiều khi nói mấy cái này lên cứ bị kiểu ngại. Trong mấy tiếng mẹ đi và bố con xoài làm nhiều việc thế nhỉ? Xoài ơi, bây giờ mình cắt bánh để ăn không? Ăn thử xem bố với xoài làm có thành công không nhá. Nhưng phải chụp cái kẹo chua chua vào, ăn vào nó chua chua đấy. Nó chua chua? Đúng. Ok, thế mình thử đi. Xoài ơi. Nhưng mà em nhìn em đã thấy màu của xoài chưa? Trông rất là xoài. Rất là xoài. Đâu, mẹ. Khi mình nhìn chiếc bánh mình đã cảm nhận được là đây là một tác phẩm mà kiểu xoài rất là có cái nhìn, có cái sự màu mè, có cái sự nghịch ngợm của xoài ở đây. Nên mình cảm thấy cái thành công là mình đưa được cái cảm xúc, đưa được cái tính cách của hai bố con nhà xoài vào cái chiếc bánh đấy và mẹ có thể nhìn ra. Thì theo mình đấy mới là thành công. Đây, chụp cả nhà nhá. Mẹ cầm đi. Chụp như này đi. Đây rồi. Chụp selfie. Nào, chụp cả hai gì ở xoài? Hai vợ chồng. À bố thơm đây, không cho xoài thơm đâu. Thế là từ hôm nay xoài biết làm bánh nữa. Lần sau xoài lại làm tiếp nhá. À xoài ơi, chạm cốc. 1, 2, 3. Yo. Bữa tối của nhà xoài hẳn sẽ rất rôm rã vì có bao nhiêu điều mà bố và xoài muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ Trang chắc chắn sẽ rất tự hào khi hôm nay xoài đã trưởng thành như thế nào, khi đã chỉ bố Sơn cách làm kẹo, làm bánh và còn nhiều điều khác nữa.